Hôm nay, Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử Viettime tổ chức lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024. Đây là giải thưởng thường niên được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ nhằm tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cả cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân đã góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vinh dự đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024 với ứng dụng công nghệ số bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Giải thưởng Việt Nam Digital Award 2024 cũng tôn vinh 6 đơn vị sự nghiệp, 9 doanh nghiệp và 19 giải pháp chuyển đổi số đã có những đóng góp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ứng dụng hàng loạt công nghệ số hiện đại nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, thay đổi cách thức tiếp cận với di sản như hệ thống vé tham quan điện tử, ứng dụng app di động phục vụ khách tham quan Đại nội Huế, định danh cổ vật và triển lãm số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360 cho một số địa điểm di tích, hệ thống quét mã QR tra cứu thông tin một số cổ vật, số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu.